Gửi niềm lên nhà vâng.
Hey, nói sao? Anh đã chết rồi kìa. Chồng tôi chết rồi. Anh chết ở bến đò Rạch Miễu. Lúc quê hương mở khói lửa đau. Chồng chuồn con rời khỏi mái gia đình. Hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để mà thắp nương. Hãy nhắc tới người lòng để anh ngọt ngào ba tiếng má con anh. Rồi một chiều kia xa lánh trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh bạn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi một kỷ vật. Lúc bình yên tôi tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị thì kỷ vật của anh đây. Chị hãy dành cho chị. Kìa chiếc cà tha ấy, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi. Đây là ánh mắt mình. Mình còn sống đây sao? Mình phải, tôi còn sống đây. Tôi dành cả sẽ mình tâm nước mặt mình đây. Đây mà tôi chẳng nhớ đến trên bờ sông Mỹ Phừng. Khi mình quay xuồng bách bên trở lại với hai con, bờ cây xa mở rộn khói hoàng hôn. Dạ, thưa thầy em. Lục bình trôi rời ra. Cảm ơn em. Chiều đã xuống mặt trường giang ba cát mà bóng người thương lần phút giữa. Hay quá anh trai Trương Hoàng Hôn. Chờ mình mỏi mòn không được, được lệnh tản thư tôi phải dắt con xuống biển Trà Vinh. Lúc hồi tư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm, không có mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giang dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng hồ với con ăn, tôi cũng nghe dân dân tiếng người hàng xóm hát ru con. Âu ơi gió đưa bụi chuối sao hè, anh bây giờ bé bỏ mẹ con. Nghe tuổi thân mình mà lễ phải chào tôi, làm thân vợ bé chồng đã bỏ về vợ nâng. Sống vất vả đôi con mà bỉa đời còn nguyền rủa, người ta sao không tha thứ một kiếp hồng nhan khổ lụy dị tình. Chào em gái Nguyễn Liên, mời em trai Đồng Hương nhất thập bùa chuẩn bị nha. Ba con ai có nhớ không, khi mình thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi như loài chim dương nha. Phải, mình chính là con chim dương nha. Dùng mặt đất đại giác